Quý vị thấy bé Thiên Nga hát bolero có hay không ạ? Xin quý vị cho tặng cho Thiên Nga một tràng pháo tay. Và chúng ta cũng nên khuyến khích những người mà ca sĩ trẻ dễ thương như thế này. Quý vị cũng biết là Thiên Nga năm nay cũng chưa đầy 10 tuổi hả con ha. Với cái tuổi này thì thật ra mà hát cái dòng nhạc bolero nó không phải dễ đâu quý vị ạ. Giao Linh đã tập mấy ngày nay với Thiên Nga, và Giao Linh hy vọng rằng với một người hát đủ loại nhạc hồi nãy trong cô nghe con hát rồi, thì con thấy là con rất là hợp với nhiều loại nhạc. Và nếu mà thời gian trôi qua thì cần có mà cái bằng người kế nghiệp thì chắc có lẽ là Thiên Nga sẽ là một cái tiếng hát tiếp nối dòng nhạc bolero trong tương lai. Hy vọng quý vị đón nhận tiếng hát Thiên Nga qua dòng nhạc bolero. Thank you. Xin cảm ơn quý vị.